Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ cách làm dưa mắm bằng dưa leo nha các bạn. Bây giờ ở đây là có 6 kg dưa leo. Mình đã mua về rồi bỏ chút xíu nước muối vô mình ngâm đó các bạn. Mình ngâm rồi mình rửa cho thật kỹ nha. Mình làm tới đâu mình sẽ chia sẻ các bạn tới đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa lại. Này 6 kg nè các bạn. Ngâm mắm chay nha, mình chia sẻ cách làm mắm chay. Làm mắm chay mà sau khi mà mình ngâm rồi nó thơm, nó tương tự như là mắm thiệt và khoảng 80-90% mắm thiệt nha các bạn. Các bạn cứ kỳ nha. Ngâm muối khoảng chừng 10 phút kỳ vậy xong. Bây giờ mình đã rửa sạch hết rồi các bạn. Bây giờ về cái dưa thì giờ mình chẻ làm hai ra. Chẻ hai ra thôi. Rồi mình sẽ cạo cái hột. Này cạo như này các bạn. Rồi cứ làm vậy cho hết luôn nha. Mình làm xong hết rồi các bạn, mình cạo ruột sạch sẽ rồi thấy. Rửa là trắng tươi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Bây giờ mình sẽ cho vào cái thau. Mình làm 6 kg nè. Mà hồi nãy thì mình làm ruột rồi mình cắt đầu cắt đuôi rồi mình cũng không có cân lại là còn bao nhiêu ký nữa. Giờ mình hốt muối mình rải ra. Có mặn chút xíu cũng không sao nha các bạn. Mình làm vậy cho dưa mình nó ra hết nước. Nó xìu xuống rồi mình mới là ướp nước mắm lần thứ hai nữa. Các bạn cứ sắc nha. Sắp lật ngửa lên như nè. Để cho nó đậm muối. Rồi vậy là mình để như vậy nha. Để mình lấy cái tấm thớt mình dằn xuống. Giờ mình sẽ lấy cái dao mình dằn. Bây giờ mình lấy cái thau mình cho một thau nước nữa lên nha. Mình dằn xuống. Rồi để vậy. Mình để nhiều qua đêm nha. Này mình để qua ngày mai nha các bạn. Dưa leo sau mình dằn sau một đêm rồi các bạn. Bây giờ nó teo rồi nè. Thơm quá. Bây giờ mình xả cho sạch túi nha. Xả xong rồi mình bỏ vô cái bồng. Mình dằn lại cho nó ráo. Nó ráo xong rồi mình mới muối tiếp đoạn thứ hai nha. Rồi mình sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ mình sẽ đi rửa. Bây giờ mình xả sạch muối rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào cái bồng mình dằn à. Ở nhà mình thì có cái cối đá nên mình dằn, còn các bạn nhà các bạn có cái gì thì mình nhắm mình dằn được thì mình lấy mình dằn nha. Dằn nặng lên cho nó ra hết cái chất muối cái đã với cái dưa leo mình nó sẽ giòn. Rồi sau này mình sẽ muối lại nữa.
Còn cái này mình muối bằng nước nước muối không thì nó sẽ không ngon nha. Mình sẽ làm tới đâu mình sẽ chia sẻ các bạn tới đó. Bây giờ là mình đem ra cái gói đá nè. Còn sót 2 miếng, 3 miếng. Mình đem ra gói đá mình dằn, chừng nào dằn khô xong rồi mình đem vô mình sẽ chia sẻ tiếp. Các bạn cứ bỏ vô như vậy, hoặc là các bạn có cái gì kê lên rồi mình lấy cái thau mình múc nước đó mình dằn lên để cho nó rõ nước, còn mình có cái đó cái đá thì mình dằn nhanh lắm vì nó nặng á. Rồi thì mình làm dằn xong mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Dưa leo mình đã dằn xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Đó. Rồi mình lấy ra nó teo rồi các bạn nè, các bạn thấy không? Nó teo rồi hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào nha các bạn, mình cho nước mắm vào, nước mắm chay nha. Rồi cái này nếu mà muốn thơm y như mắm mặn mình sẽ cho mắm đậu vào, nước mắm với mắm đậu. Rồi mình làm đây mình ủ khoảng chừng một tuần lễ, một tuần lễ cho cái dưa leo mình nó ngấu hết tất cả nước mắm rồi các bạn, nó chín hết rồi thì mình sẽ lấy ra mình chia sẻ tiếp. Thơm lắm các bạn, mới vừa trộn vậy là nực nồng mùi thơm à. Bóp cho nó thấm à. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn, không có cho gì hết. Rồi khi ăn được thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn tiếp nha. Thơm quá. Giờ chỉ có muối nước mà dưa mắm chay, chỉ có nước muối như vậy thôi. Còn người ta muối dưa mắm mặn đó, người ta lấy cái nước mắm của cá linh đó bạn. Cá linh, cá lóc, cá sặc rồi đó. Người ta lấy cái nước đó, đó. Người ta bỏ vào. Người ta muối nó rất là ngon luôn theo kiểu mắm, còn mình ăn chay thì mình muối như vậy. Bây giờ mình sẽ cho vào cái hũ nha. Đây, để cho cái hũ. Mình sẽ xếp vào trong cái hũ. Mình sẽ đè mắm xuống. Đè cho nó dẻ xuống nha. Rồi mình để đây khoảng một tuần lễ nha các bạn. Một tuần lễ rồi mình sẽ quay lại. Dưa mắm bây giờ mình để ra được một tuần rồi nha các bạn. Bây giờ mình cho ra cái thau nha. Thơm quá các bạn ơi. Dưa mắm này các bạn mình làm có thể để 2-3 ngày ăn cũng được. Nhưng mà mình thích là để làm cho nó chín cái mắm nó mới ngon. Nó phải cho nó mặn mòi. Nó mặn rồi sau này mình làm mình trộn mình pha chế rồi ăn rất là ngon luôn. Nó mặn cái mắm mình nó sẽ giòn. Đó bây giờ mình lấy ra hết luôn. Cái này các bạn thấy ngon không? Đây mình muối bằng bằng mắm đậu nha các bạn, rất là ngon, nó chín cái mắm lắm rồi. Để mình ăn thử một miếng nha, nó mặn cỡ nào nha. Nó ngon cỡ nào. Rất là ngon luôn. Mắm dưa mắm mình nó vàng mà nó vàng cái màu đen đen các bạn, tại vì mình làm mắm đậu á nó thành ra nó màu vàng đen. Mai mốt mình sẽ chia sẻ cách khác nữa nha. Để mình cắt một chút. Các bạn biết mà làm mà mắm chín á thì người ta gọi là mắm chín đó các bạn nè. Cái dưa leo mình ở trong nó trong veo à. Còn nếu mà làm chưa chín á thì ở trong nó có sẽ có cái ngòi đục. Nè, mình đã cắt một miếng để mình ăn thử nha. Mặn lắm nha các bạn. Cái này nó ăn cháo ngon lắm các bạn. Cái này rửa sạch lại. Hoặc là các bạn để thì để vô keo. Rồi cứ mỗi lần mình nấu cháo trắng á, mình lấy ra rồi mình sắt, mình trộn thêm tí xíu đường, tỏi, ớt là ăn rất là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại nha. Bây giờ mình rửa là các bạn thấy mình rửa là sạch tưng luôn ha.
Mà các bạn biết không, mình thích làm dưa mắm là mình làm dưa gan hoặc đu đủ. Nó ngon hơn cái dưa, dưa leo các bạn, dưa leo chứ mà không bằng. Cái độ giòn của nó không có bằng bằng đu đủ dưa gan. Dưa gan cái cơm của nó dày vậy ba. Còn dưa leo cái cơm rất là mỏng luôn. Nên nó không ngon, cái cơm dưa gan gầy dày, nó dày gấp 3, gấp 4 cái dưa leo này nè. Bởi vì làm mắm ngon lắm, nhưng mà trên xứ mình mua sao không có. Miền Tây rồi nó mua dễ chứ mình ở trên định quán đồ đó, thành ra khó mua lắm. Đó, này các bạn nhìn thấy ngon ghê chưa? Bây giờ mình sẽ đi sắc nhỏ ra vừa miếng ăn, rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Dưa mắm mình đã cắt ra rồi nha các bạn. Mình đã cắt ra vừa miếng ăn rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh tỏi nha các bạn. Mỗi một muỗng canh tỏi. Ớt, ớt sừng trâu nha các bạn. Ớt, ớt này, cái loại này không có cay, nó chỉ cay nhẹ thôi. Ở đây là mấy trái ớt sừng, với mình cho vào đây hai trái ớt cay nha, hai cái ớt chỉ thiên cay. Bây giờ mình bỏ ớt, bỏ tỏi vô rồi. Bây giờ mình bỏ chanh vào đây nha. Mình chanh, nước chanh mình đã vắt ra rồi. Nửa chén nước chanh. Mình cho vào đây một chén đường cát nha. Mình lường ra một chén đường cát. Tại vì mắm này mình làm mặn, bây giờ mình trộn vậy cái mình để dành tủ lạnh mình ăn dần. Này là dưa mắm chay. Bây giờ mình trộn xong rồi các bạn. Mình trộn mình để 2-3 bữa mình ăn nó sẽ ngấm đường, chanh, ớt, tỏi rồi nha các bạn. Cho nó thơm ngon quá các bạn ơi. Như vậy là mình làm vậy là vừa ăn lắm rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho vào cái keo. Đây. Cho vào keo xong cái mình cho vào tủ ngăn mát, tủ lạnh. Bây giờ mình đã cho vào hũ rồi nha các bạn. Chừng bây giờ các bạn trộn vậy là chiều nay mình có thể mình ăn cũng được rồi, nhưng mà nó chưa thấm mấy nha các bạn. Mình để bữa hai bữa ăn rất là ngon nha. Bây giờ mình trộn xong rồi mình sẽ cho vô ngăn mát tủ lạnh. Rồi nay mai gì mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Mắm mình đã trao đường rồi vô nay mấy ngày rồi các bạn. Nên nó giòn nó ngon lắm nha. Phải có dưa gan nó làm ngon biết mấy. Dưa mắm làm cùng ở dưa leo làm cũng ngon mà không ngon bằng. Tại vì dưa leo nó mỏng cơm quá. Dưa gan thì nó dày cơm nên nó giòn khấu luôn. Đây các bạn thấy rất là ngon nha. Cái này mình ăn cháo trắng, ăn cơm gì cũng rất là hấp dẫn. Rồi mời các bạn tham khảo nha. Đó, các bạn cứ làm vậy ăn, nhà có dưa leo ở nhà, ở những nhà vườn á có trồng dưa leo mà dưa đèo, dưa đẹp rồi mình làm gì ăn rất là ngon nha. Giòn lắm nha các bạn. Giòn nhưng mà không có giòn bằng đu đủ với gan tây. Để mình ăn thử miếng. Này mình ăn cơm rất là vừa luôn. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà làm món dưa mắm bằng dưa leo ăn ngon miệng, để dành ăn rất là lâu trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Các bạn làm xong rồi cứ trộn vậy nè, trộn y như mình vậy nè, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu các bạn thiếu, cảm thấy thiếu đường hay thiếu gì mình có thể mình cũng thêm được nha. Thôi giờ mình xin chào nha, mình hẹn lại clip sau. Chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.